Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ là chủ đề của triển lãm ảnh do Ban công tác nhiếp ảnh nữ thuộc Hội nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức sáng nay. Đây cũng là một trong nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tại thành phố nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng bằng đam mê cháy bỏng, các nữ nhiếp ảnh đã không quản ngại khó khăn, gian khó để có mặt trên mọi vùng miền của đất nước để có được những tác phẩm quý giá. Lấy cảm hứng từ những nữ bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, hay bắt trọn khoảnh khắc lên nương của đồng bào người dân tộc, các nhiếp ảnh nữ đã cho người xem thấy được những hình ảnh vô cùng xúc động về tình người, về cảnh đẹp của quê hương đất nước gắn với người phụ nữ Việt Nam. Khi mà muốn đi rồi thì bây giờ dịch gì đi nữa cũng không sợ. Nói thật, mình chụp những cái mình thích, mình chưa gặp được, mình chưa biết được thì mình phải ghi lại cho mình, rồi sau đó mình mới giới thiệu cho công chúng được chứ. Chúng tôi sẽ đem lại những cái nhìn, những cái cảm nhận đẹp về những cái nét đẹp trong đời thường, trong cuộc sống của con người Việt Nam dù gặp nhiều cái khó khăn trong mùa dịch Covid. Chúng tôi rất tự hào nữ nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa đoàn kết tích cực sáng tác những ảnh nghệ thuật và có thể đánh giá triển lãm lần này là những tác phẩm hết sức xuất sắc. Triển lãm lần thứ 10 này với 126 tác phẩm nghệ thuật của 42 tác giả là những câu chuyện, những khoảnh khắc đẹp đa dạng của thiên nhiên, của cuộc sống và con người Việt Nam bằng những cảm xúc tinh tế đầy nữ tính, nhiều sáng tạo trong góc máy, trong cách nhìn, diễn ra tại 122 Sư Ngược Anh, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 13 tháng 3 năm 2022.